Bất ngờ và xúc động là cảm xúc chung của 290 hành khách trên chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ thành phố Khabarovsk của Nga tới đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, bởi sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo cùng nhân dân nơi đây. 8 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 2014, sau khi nghi thức phun vòi rồng với ý nghĩa mong muốn một tương lai hợp tác thuận lợi và phát triển, chiếc máy bay Boeing 767-300 số hiệu KAR-2513 thuộc hãng hàng không IK của Liên bang Nga dừng lại đúng vị trí bãi đỗ tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đánh dấu chuyến bay quốc tế trực tiếp đầu tiên sau hơn một năm khánh thành và đi vào hoạt động của cảng hàng không này. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tặng hoa lưu niệm chào đón đoàn du khách. Bà Evgenia, một trong những du khách Nga rời máy bay đầu tiên, cho biết đây là lần đầu tiên bà đến Việt Nam và Phú Quốc. Bà rất xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo và người dân đảo Phú Quốc. Chúng tôi nghe nói rất nhiều về truyền thống văn hóa đặc sắc, cũng như tình yêu nước hết sức mạnh mẽ của người Việt Nam. Đây chính là điều đầu tiên mà chúng tôi muốn tìm hiểu khi đặt chân lên đất nước của các bạn. Ông Đào Việt Dũng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết thêm, trong tổng số 290 hành khách này, có 48 du khách Nga sẽ tham quan nghỉ dưỡng tại Phú Quốc gần nửa tháng, 242 du khách còn lại sẽ tiếp tục bay tới thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó trao đổi với báo chí, ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, đây là chuyến bay đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành hàng không Việt Nam nói chung, Phú Quốc nói riêng. Ông Tiêu hy vọng trong tương lai không xa, Phú Quốc sẽ tiếp tục được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, tiến tới nâng chất lượng dịch vụ du lịch và giảm giá thành hợp lý để tiếp tục cùng ngành hàng không tiếp đón nhiều hơn các chuyến bay quốc tế. Ông Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết tỉnh sẽ tiếp tục gọi mời đầu tư và xúc tiến du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế. Quy hoạch tổng thể của Phú Quốc thì như định hướng tôi nói là trở thành cái trung tâm du lịch chất lượng cao, mang cái tầm cỡ quốc tế, tầm cỡ khu vực, tầm cỡ quốc tế. Do đó thì đặc biệt trong cái quản lý quy hoạch là chúng tôi là hết sức là nghiêm ngặt. Ví dụ chính sách về giao đất, bởi vì xác định là Phú Quốc muốn giữ được chất lượng cao thì cái thứ nhất là bãi biển, chúng ta phải giữ được bãi biển, môi trường sạch. Cái thứ hai là rừng, có nghĩa là phải giữ được toàn bộ cái rừng, là không được tàn phá và hạn chế cái việc mà chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang đất khác, và đó là đầu tư hạ tầng, trên cái xuyên đảo cũng như quanh đảo, và giữ được cái môi trường và chọn nhà đầu tư có chất lượng cao, thì từ đó chúng ta sẽ giữ được cái độ phát triển lâu dài và bền và đạt được ở chất lượng cao. Bà Maria Mizopova, Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đại sứ quán Nga sẽ hỗ trợ tỉnh Kiên Giang trong việc đầu tư xúc tiến thương mại du lịch. Đại sứ quán thì có thể phát triển quan hệ giữa địa phương của hai nước và có ý nghĩa rất là quan trọng. Nên bên Tổng lãnh sự quán sẽ làm tất cả nếu có ý muốn của tỉnh Kiên Giang phát triển quan hệ với một tỉnh hoặc là khu vực của Liên bang Nga thì Tổng lãnh sự quán sẵn sàng giúp đỡ. Ông Murat Asin đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, trưởng đại diện Pegas Touristics, nhận định giá cả dịch vụ du lịch, đặc biệt là giá thuê phòng khách sạn tại Phú Quốc vẫn còn khá cao so với các địa điểm khác của Việt Nam. Và đây chính là điều mà ngành du lịch Phú Quốc cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới. Được biết, trong giai đoạn đầu, dự kiến mỗi tuần sẽ có một chuyến bay với khoảng 200 khách từ Nga tới Phú Quốc.